Chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách chỉnh sửa cơ bản một bức ảnh chụp đồ ăn bằng Photoshop. Thì công cụ chính mà mình sẽ giới thiệu chủ yếu ngày hôm nay là layers và liên quan tới cái chức năng và các hiệu chỉnh trên layers. Thì ở đây mình có stock, đây cái stock ban đầu của chúng ta đây. Cái hình này thì bị chụp bị lỗi. Nhưng mà khi thông thường chúng ta đi ăn chẳng hạn, các bạn có sẵn mang máy theo và các bạn chụp nhưng mà không đủ thiết bị để các bạn chiếu sáng bốn phía ba phía hay xét đèn này nọ, thì các bạn chỉ có duy nhất một cái flash cóc trên máy hoặc là flash của điện thoại. Thì cái bức ảnh như thế này thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Thì đây là cái kết quả cuối cùng mà khi mà mình đã xử lý. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện ra kết quả được như thế này trong ngày hôm nay. Mình tắt đi và mình sẽ thực hiện việc đấy trên Photoshop CC. Thì ở đây có một phần đó là chúng ta phải tách nền cái subject này ra, bởi vì mình muốn thay cái nền này. Thấy cái này này nó không có được đẹp, nhăn nhó rồi bẩn quá nhiều, mình sẽ không thể nào xử lý hết được. Cho nên là cách đẹp nhất là tách nền. Nhưng mà cái phần tách nền này thì hiện tại nó không thuộc phạm vi trong cái clip này, thành ra là mình sẽ tách ra một video riêng. Các bạn có thể coi cái video đấy ở cái đoạn link hiện phía dưới. Đó, link hiện ra ngay phía trên video này nè. Các bạn thấy như vậy. Ok. Nếu chưa thấy thì có thể đợi đến ngày thứ hai. Mình sẽ làm cái video đấy và cập nhật lên sau ha. Rồi. Đầu tiên thì mình sẽ cho các bạn biết là công việc của chúng ta sẽ phải làm như thế nào. Đầu tiên ha. Xử lý cái vùng này, mình không muốn cái đổ bóng này nó rất là kỳ. Thứ hai nữa là những cái vết nhỏ trên này đây nữa, và phần tiếp theo nữa là tạo ra cái bóng. Các bạn có thể thấy cái bóng mình đã tạo đây, nhìn nó không được thật lắm nhưng mà ở cái phạm vi cơ bản thì như vậy có thể chấp nhận được. Và phần cuối cùng là về cái màu sắc và độ nét của cái miếng thịt này, các bạn có thể coi cái miếng thịt này, cái màu của nó thật sự chưa làm cho mình cảm thấy hấp dẫn lắm, thành ra là mình sẽ tăng cái màu nó lên, và thứ nữa là làm cho cái độ nét nó tăng lên để mà chúng ta có thể thấy được cái phần nước sốt này nó hấp dẫn hơn ha. Rồi. Như mình đã nói thì chủ đề chính của hôm nay chúng ta là layers. Vậy thì cái lý thuyết cơ bản về layers thì mình không có giải thích rõ ràng, nghe nó rất là nhàm chán. Thành ra là mình có thể hiểu như sau: layer là các lớp nó chồng lên nhau, lớp trên hiển thị phía trên lớp dưới chẳng hạn thế. Đơn giản như vậy thôi. Tất cả layer là gì? Tất cả những cái mà hiện ở cái bảng layer này. Nếu bạn chưa có cái bảng layer đấy thì bạn có thể click vào window, chọn vào layers hoặc là bấm F7, nó sẽ hiện ra cho các bạn. Ok ha. Việc đầu tiên là mình xử lý những cái vết nhỏ này trước ha. Rồi. Những cái vết này nữa, mình cũng nó là của cái đĩa nhưng mà thực sự là mình không thích cái vết đen ở cái vùng góc này nữa. Ok, thì việc đầu tiên thì mình sẽ chỉ hướng dẫn cho các bạn về một công cụ lần trước là mình đã từng nhắc tới nhưng mà mình quên mất chưa có đề cập đến cách sử dụng như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng, đó là clone stamp tool đây ha. Ví dụ đây cái vết này đi. Clone stamp tool, cách hoạt động của nó như thế nào? Đơn giản, khi bạn các bạn click vào bên này và chọn clone stamp tool ha. Ok, khi bạn click vào nó sẽ báo thế này:
Synchronize you the clone stamp là gì đó. At like click to defy. Nghĩa là nó nói rằng các bạn bấm Atlas, cái phím ALT trên bàn phím của các bạn á, các bạn click để lấy mẫu. Lấy mẫu nghĩa là sao, là các bạn sẽ chọn ở cái vùng gần gần đó có màu sắc, hoặc là cái sự thay đổi màu nó giống như là cái vùng mà mình muốn lấp đi. Thì ở đây các bạn mình sẽ lấy mẫu phím bên này ha. Các bạn click vào đây, bấm đè phím Atlas click vào ha. Ok, các bạn chuyển sang đây, các bạn sẽ thấy có một vùng mẫu nó đang di chuyển trên con trỏ chuột của mình. Các bạn chỉ việc click vào, cảm thấy chưa đủ click thêm lần nữa. Ok, đó thì đó là tác dụng của nó. Nhưng mà đây có một cái tip nho nhỏ mình muốn chỉ cho các bạn, đó là chúng ta không nên trực tiếp click clone stamp vào trong cái layer mà chúng ta đang thao tác, mà hãy tạo cho nó một cái layer mới. Thì để tạo một layer mới chúng ta làm thế nào, các bạn click vào đây ha, hoặc là các bạn chọn layers, new layers, hoặc là shift control n. Ok ha, thì mình sẽ click vào đây, nó tạo ra một cái layer mới, click đôi vào nó thì để các bạn đặt tên cho nó. Thì ở đây mình thường thì mình không đặt tên đâu, nhưng mà ở đây mình sẽ đặt tên cho các bạn dễ hình dung, clone stamp. Ok ha, thì cái ở trên cái layer này thì mình sẽ sử dụng clone stamp trên cái layer đó. Thì cái tác dụng mà mình muốn chỉ cho các bạn là tại sao phải tạo một cái mới mà không thực hiện những cái cũ. Đơn giản là vì nếu chúng ta làm những cái cũ, chúng ta sẽ mất chi tiết có sẵn của nó, để khi chúng ta muốn hoàn lại cái làm lại những cái thao tác trước thì nó sẽ bị mất đi, vì nó bị lắp mất tiêu rồi. Thì đây chúng ta sẽ tạo layer mới, và các bạn chọn cái sample phía trên này, current layers, là chúng ta sẽ lấy mẫu và xử lý trên cái layer mà chúng ta đang thao tác. Current and below nghĩa là nó sẽ lấy mẫu từ cái layer đó xuống phía dưới, lấy mẫu ha, và sẽ thao tác trên cái layer chúng ta đang thao tác. Và on layer nghĩa là khi các bạn có thêm một cái layer mới ở phía trên này nữa, nó sẽ cũng lấy luôn cái chi tiết ở phía trên này để lấy mẫu và thao tác và đề vào cái layer mà chúng ta đang thao tác, là cái layer tên là clone stamp này ha. Thì ở đây mình sẽ chọn current and below, tại vì mình muốn lấy cái chi tiết ở phía dưới này. Các bạn nhớ click vào clone stamp ha, để chúng ta thao tác trên cái layer đó. Và mình sẽ lấy mẫu để bỏ đi cái này. Các bạn đề phím Atlas và bắt đầu click. Cái click. Rồi ok. Rồi đây các bạn có thể thấy sự khác biệt khi chúng ta làm trên layer này. Hồi nãy mình mới xóa cái một vết layer ở đây, nhưng mà bây giờ nó mình không làm sao cho các bạn thấy được. Đây là cái vết mà cũ của cái layer background thì mình không cần nữa ha. Tiếp theo mình còn đang chừa lại cái layer background, thì mình muốn tạo một cái background mới màu trắng không thôi. Thực ra là còn rất là nhiều công việc phải làm cho cái background này, nhưng mà ở mức độ cơ bản mình đang hướng dẫn cho các bạn ở mức độ cơ bản, thành ra là mình sẽ chỉ đơn thuần là tạo cho nó một cái nền phông trắng hoàn toàn để chúng ta dễ nhìn, dễ thao tác hơn ha. Thì ở đây mình đã tạo layer mới bằng cách bấm vào đây ha, thì đổ màu trắng lên, trắng sẽ mất. Thì đó, ok. Tiếp theo cái vùng này, các bạn click vào clone stamp nha, bởi vì chúng ta sẽ sử dụng tiếp tục công cụ clone stamp này. Ok, mình lưu ý là những cái vết mà nó ở ngoài thế này, khi chúng ta ví dụ các bạn clone stamp phía này đi, thì nó sẽ có một chút nó lấn ra ngoài này. Giả dụ như cái brush của các bạn hơi to chẳng hạn, thì nó sẽ lấn ra một chút, nó sẽ hơi mờ, nhưng mà thực tế là có. Và trong Photoshop mình, theo mình thì mình nên để ý những cái chi tiết nhỏ như vậy, bởi vì một lỗi nhỏ như thế mà người ta phát hiện ra thì rất là mất mặt ha. Thì để làm cho nó chính xác hơn thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm sao để chúng ta clone stamp ở đây mà không bị lấn ra ngoài. Đó là chúng ta chọn vào phần phạm vi của cái đĩa này thôi.
Thì làm sao là mình vừa chọn được, các bạn click đè phím Control và click vào ảnh thumbnail trong cái layer mà chúng ta muốn lấy phạm vi. Thì ở đây là cái layer của cái đĩa này ha, layer 1 nè. Các bạn click vào đây thì nó sẽ lấy vào đây. À, các bạn click lại vào layer clone stamp và bây giờ chúng ta có thể thao tác thoải mái mà nó không bao giờ bị lấn ra ngoài ha. Rồi, ok. À, mình sẽ lấy mẫu và làm. Xin lỗi nếu các bạn thấy màn hình của mình nó hơi bị chớp bởi vì máy mình cũng xài được tương đối lâu rồi. À, đối với những vết dơ khác thì bạn cũng làm tương tự ha. À, cái máy này mình xài được cũng tầm 2 năm rồi và làm những cái ảnh 1-2GB là chuyện bình thường, thành ra là nó đang bị quá tải sao đó. À, chẳng biết bây giờ mới có tiền mồi mới chẳng biết. Rồi, tào lao quá. À, các bạn click vào clone stamp thì cái mình hồi nãy mình mới làm bên kia đó, thì các bạn ví dụ như khi các bạn cần lắp đi cái vết bẩn ở đây chẳng hạn. Cái vết bẩn màu hơi màu đen 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 trên này mình không thích. Thực ra nó là cái bóng của cái đĩa đó, nhưng mà mình nhìn nó ở phía bên ngoài đang trắng sáng và hơi nhẹ nhẹ thế này mà đây nhìn nó màu đen thì mình cũng nhìn nó kỳ. Thì khi mà các bạn không có chọn vùng á thì các bạn không thể nào mà làm cho cái này nó đẹp được. Đấy, các bạn nó cảm thấy nó hơi có một tí nó lấn ra ngoài. Thì cách các bạn cứ làm như cách mình mới hướng dẫn vừa rồi đó, click control rồi click nhẹ vào nó sẽ mất. Ok ha. Rồi. Đây chưa đẹp lắm. À, cái công việc clone stamp này là một công việc mà đòi hỏi các bạn tính kiên nhẫn khá là nhiều. Mà mình thì không thuộc cái tip người kiên nhẫn, thành ra là đôi lúc nó hơi xấu. À, các bạn làm càng chi li thì càng tốt ha. Rồi, ok. À, cơ bản là những cái vết dơ đã xử lý xong. Tiếp theo cái vùng này. Vùng này thì các bạn cũng có thể clone stamp. À, nhưng mà mình sẽ chỉ cho các bạn một cách nhanh hơn. Thì các bạn để ý ở đây nó có chung một màu ha. Màu trong này phía ngoài này nó hơi trắng trắng xám xám, nhưng mà chỉ khác biệt là chỗ này nó đậm hơn thôi. Thì cách giải quyết đơn giản là chúng ta sẽ làm cho nó trắng hơn, nó sáng hơn lên một xíu để sao cho nó cân bằng bên này, thì nó sẽ tự động hòa trộn với nhau. Thì các bạn click vào đây Curve. À, lần trước mình cũng đã giới thiệu rồi, các bạn có thể click vào link bên dưới để chúng ta coi thử cái hướng dẫn một chút về Curve ha. À, các bạn click vào Curve thì nó sẽ hiện ra cho các bạn thế này. Thì các bạn sẽ chỉ tác động đến RGB thôi, bởi vì mình ở đây mình sẽ chỉ hướng dẫn về chỉnh sáng, thành ra là mình sẽ tác động vào kênh RGB ha. Các bạn kéo lên thì nó sẽ sáng. À, các bạn yên tâm là bởi vì thấy nó lan ra ngoài, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn một cái chức năng của layers nữa, đó là layers mask. Các bạn kéo sáng lên ha, mình ở đây mình cứ kéo sáng tạm tạm thôi, mình chưa biết được nó sáng thật hay không. Thì layer mask là gì? Đây, nó đây, cái này chính là layer mask. Đại khái các bạn có thể hiểu nó là một cái lớp mặt nạ. Nghĩa là sao? Là khi nó cách hoạt động của nó thế này, khi nó màu trắng nghĩa là cái layer này nè, cái chi tiết ở trong cái layer đó nó áp dụng lên toàn bộ bức ảnh. Còn khi mà nó màu đen, ở đây mình tô màu đen lên ha, thì nghĩa là cái chi tiết ở trong cái layer đó nó không hiển thị vào đâu cả. Thì nghĩa là cái layer mask này nó sẽ chỉ hoạt động trên cơ chế trắng và đen. Thì đơn giản các bạn sẽ bôi đen những cái vùng nào mà các bạn không muốn nó hiển thị và bôi trắng vào những vùng nào mà các bạn muốn nó hiển thị. Ok ha. Thì ở đây mình sẽ bôi đen lên, các bạn nhớ vào chọn vào mặc định nó sẽ như thế này. Nhưng mà khi các bạn muốn chỉnh sửa nhớ click vào phần layer mask, click vào đây không phải click vào đây nha, bởi vì mặc định có nhiều lúc nó click vào đây và các bạn cố gắng đổ vô nó sẽ lên cái hiển thị cảnh báo cấm.
Các bạn nhớ click vào layer mask của cái layer đó và các bạn click màu đen để hủy toàn bộ, hủy cái việc hiển thị đó ha. Rồi các bạn sẽ chuyển qua màu trắng, dùng brush. Ở đây mình sẽ chọn nó mềm, mình để hardness 0% ha. Và các bạn chọn lại vào layers, layer mask và bôi. Bôi vào những cái vùng mà các bạn muốn nó hiển thị. Các bạn cứ bôi trước và mình sẽ chỉ cho các bạn cách fix lại. Bây giờ mình sẽ bôi vào đây ha. Ok. Bây giờ tạm ổn. Rồi về tiếp theo. Cái viền. Khoan đã. Khi các bạn đã làm thế này rồi, ở đây mình thấy nó tương đối hòa trộn với nhau rồi, nhưng mà giả dụ như các bạn mới chỉ kéo nhẹ nhẹ lên mà nó chưa có thật sự hòa trộn thì các bạn như thế này đi. Các bạn cảm thấy nó chưa có thật sự hòa trộn với nhau thì các bạn click đôi vào cái layer này ha. Các bạn chỉnh sửa lại thoải mái. Cứ yên tâm, nó sẽ chỉ thao tác, nó sẽ chỉ ảnh hưởng lên cái vùng mà chúng ta đã bôi màu trắng vào trong cái layer mask này thôi. Rồi mình sẽ chỉnh lại, bạn cứ kéo tùy ý, bởi vì về cái lý thuyết này mình cũng không biết giải thích như thế nào cho các bạn dễ hiểu. Bạn cứ kéo cho tới khi nào bạn cảm thấy nó hòa trộn với nhau là được rồi, học mò mà. Thì lưu ý các bạn, ở đây những cái viền mà chúng ta bôi nó không khớp được với nhau. Thật sự cũng khó lòng mà khớp được với nhau. Chúng ta đã phải cái máy mà cái vết xẹo nó rất là nhiều. Thành ra là mình sẽ chỉ đừng cố gắng tẩy xóa vào đây làm gì, bởi vì chúng ta rất khó để chúng ta có thể làm sao mà cho nó hòa trộn với nhau được. Thì cái tip để xử lý nhanh nhất ở đây là gì? Trở lại công cụ cũ, clone stem. Các bạn hiểu ý không? Các bạn chỉ cần lấy clone stem, lấy mẫu bất kỳ ở một trong hai bên này, lấp vào cái vùng giữa này, thì chúng ta sẽ được một cái biên giới nó hòa trộn và nó liên tục với nhau. Tiếp tục làm công việc cũ, các bạn click vào new layers, chọn clone stem tool và current and below ha. Rồi các bạn click click, nhớ là để cái hardness về 0% để chúng ta có cái biên của cái brush này nó liên tục, nó mềm mại, nó đẹp hơn ha. Bạn cứ click click. Ok. Ở đây cái vùng gần viền ngoài này đừng cố làm, bởi vì nó sẽ bị khó, bị lem lem ra ngoài. Thì cái cũ là click chọn lại, nhớ bấm đề phím control và chọn lại cái vùng biên mà chúng ta muốn ảnh hưởng. Thì mình control và chọn vào layer 1 này ha. Click lại vào layer clone stem phía trên, lấy mẫu làm tiếp tục. Ok. Xong. Thì đây là trước, sau khi chúng ta làm. Rất đẹp ha. Trước, sau. Ok. Tiếp tục. Đây còn xíu nữa, nhưng mà thôi bỏ đi. Nó cũng hơi dài rồi. Thì tiếp theo là mình sẽ tạo bóng. Các bạn trở lại layer phía dưới, bởi vì chúng ta sẽ tạo cái bóng nó nằm phía dưới cái đĩa này. Thành ra là mình sẽ tạo một layer nằm phía dưới cái đĩa đó. Chọn brush. Mà khoan, đơn giản. Các bạn control click vào cái đĩa này ha. Rồi, để chúng ta lấy vùng biên của cái đĩa đó và chọn lại vào layer tạo bóng. Đây shadow. Ok. Bạn đổ màu đen vào. Ok, ở đây mình chưa thấy, nhưng mà các bạn chọn lại vào shadow. Nhớ chọn vào layer shadow, chọn filter, blur, Gaussian blur. Kéo nó lên cho tới khi nào các bạn thấy nó vừa ý. Đây mình sẽ cho nó hơi lớn. Ở đây nhớ làm hơi lớn lên xíu ha. Click ok. Rồi, mình sẽ chỉ muốn ảnh hưởng phía bên này và bên này thôi. Đây mình sẽ chọn vào công cụ di chuyển layer này ha. Bạn nhớ click vào shadow và bạn kéo dần nó xuống.
kéo xuống tới khi nào các bạn vừa ý thôi. Ok, và là đẹp. Đó, ở đây nó hơi đậm, các bạn giảm opacity của cái layer shadow xuống. Ở đây mình sẽ làm cho nó rất nhẹ, 24%. Giảm nữa đi, 16%. Ở đây nó chưa thực, chưa có thật. Mình làm cho nó thật hơn nữa bằng cách là chọn layers, chọn brush. Ở đây các bạn sẽ tô, nhớ tô nhẹ 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 thôi. Skip brush. Ok. Máy của mình đang có dấu hiệu bị chậm. Các bạn cứ đổ bóng vào phần phía bên này, đừng lo nó hơi quá đậm. Đây, cảm thấy không thích mình sẽ dùng tẩy để tẩy cái này đi. Ok, giảm xuống. Chưa thấy đủ, các bạn click, tiếp tục click vào đây. Ok. Nếu có thời gian các bạn nên brush nó cho nó đẹp hơn, hài hòa, nhẹ nhàng hơn. Ở đây mình không có thời gian vì chúng ta cũng gần hết thời gian rồi. Đây mình làm cho nó rất là nhẹ ha. Nhớ bôi nhẹ nhàng thôi, và ở trong lên cho nó đậm một xíu thì nó sẽ thực hơn. Rồi bước cuối cùng, mình sẽ chỉnh cho nó bước kế cuối chứ. Mình sẽ chỉnh cho nó cái màu của nó, nhìn cho nó trông thật hấp dẫn lên ha. Bạn click vào Adjustment Layer cái đây nè, chọn Curve. Rồi để mình chỉnh cao lên xíu, cho cái màu cái vùng sáng nó sáng lên, và cái vùng mình sẽ giảm cái vùng shadow này xuống, cái vùng mà hơi tối hơn á. Rồi vậy thôi, được rồi. Có thể thấy, để lên đầu ha. Ok rồi. Rồi bước cuối cùng ha, mình sẽ tạo độ nét. Các bạn để tạo một cái layer gom chung tất cả cái này lại bằng cách để phím Ctrl Alt Shift E. Ctrl Alt Shift E ha. Rồi các bạn chọn Filter Order High Pass. Lại ha, Filter Order High Pass. Rồi các bạn sẽ chỉnh lên thông số nào tùy các bạn. Ở đây mình chỉnh cỡ 4 thôi, để mình các bạn có thể thấy cái độ nét nó sẽ áp dụng lên như thế này. Thật nhẹ thôi ha. Và các bạn chọn cái Blending Mode này vào Soft Light cho cái layer làm nét của chúng ta đó. Bạn chọn Soft Light. Ok. Rồi thêm một chức năng của layer nữa. Ví dụ bây giờ mình muốn thay đổi cái độ nét mình đã áp dụng lên đây thì làm thế nào? Thì xin lỗi vì chiếm dụng cái thời gian của các bạn hơi nhiều, nhưng mà mình đây là một trong những thứ cơ bản nên thành ra là mình muốn gom chung vào để chúng ta tập trung những cái là video clip sau nó hoàn thiện hơn ha. Thì các bạn sau khi các bạn tạo cái layer gộp chung lại rồi, các bạn bấm chuột phải, chọn Convert to Smart Object. Nhớ bấm chuột phải cái layer mà chúng ta đang làm, chọn Convert to Smart Object và Filter Order High Pass như nãy mình đã làm. Click OK. Rồi bây giờ đây có một sự khác biệt ha, đó là các bạn có thể chỉnh lại, chỉnh lại cái độ nét. Thì đó là một trong những chức năng của Smart Object. Nó còn nhiều chức năng lắm, nhưng mà ở đây chỉ có một chức năng cơ bản nhất mà mình muốn giới thiệu bởi vì chúng ta thường dùng nhiều nhất. Thế bạn, đó là Smart Object, và mình sẽ áp dụng vào cái phần làm nét này ha. Các bạn trở lại vào Blending Mode Supply. Xong. Ok. Toàn bộ những gì chúng ta đã thao tác đây là trước và sau, trước và sau. Ok ha. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái tool này, và nếu thích thì các bạn bấm like và subscribe cho mình. Mình sẽ đóng
mình sẽ thu nhận tất cả các ý kiến của các bạn ở phần comment phía dưới. Xin cảm ơn tất cả các bạn.